Hello mọi người, thì cũng khá lâu rồi mình không làm clip bê danh. Với lại dạo gần đây mình cũng khá là bận trong công việc, thành ra không có nhiều thời gian chơi game cũng như làm clip được. Hôm nay rảnh một chút, đây là đã mời được một team kim cương để cùng nhau đi ăn hành. Hôm nay mình sẽ bắn cây đắc M38 nha. Cái map này mình cũng không biết tên luôn. Rồi xong, gặp ngay một team long rồi. Nhỏ vãi cả trưởng. Rồi em đây em đứng ở thẩm du. Lâu không bắn nên là đánh ra tay cũng khá là cứng, như kiểu thằng mới tập chơi. Rồi một cụ hy sinh. Em té đây. Ôi kìa, đùa nhau. Sau tường mà mới bị ăn đạn kìa. Đu. Hàng. Thôi xong. Định mệnh. Ông kia máu nhiều quá, trong khi mình còn có mỗi vài trò thôi. Bây giờ thì còn 1-3. Rồi như vậy là thay đến Taiwan TLT đã bị làm xuống. Để xem anh chàng thể hiện nào. Anh em xem clip cũng đừng quên bấm like để cho mình có thêm nhiều động lực làm clip nha. Nhiều like thì mới kiểu có hứng bắn được, mới cả nhiều người xem nữa. Nhảy lên. Ông này toàn đi bộ thôi. Đi kiểu này rất dễ bị họ nghe tiếng chân và bắt vị trí của mình. Rồi còn chục giây thôi. Để xem bạn Hà này bạn ấy thể hiện nào. 3 2 1. Phải cả trưởng. Trận đầu tiên thì hai team đều hòa rồi. Ok, mình sẽ tiếp tục đi cái đường cũ. Thực ra thì cái map này mình cũng không thuộc lối cho lắm. Ui dồi, bom này. Em hàng chạy đâu. Rồi, một tình huống câu máu cũng khá là nhiều. Cho xe bom này. Bay sát không. Đù, bị lía mạng rồi. Đâu ấy. Đùa nhau à. Quay cả trưởng. Đây. Đâu. Định bay như kiểu mèo bằng chuột nha. Hay cả trường bị quay bởi hai thanh niên kia luôn. Ok, mình sẽ đi sang đường khác đi. Cho xe bom này. Ở đây ke vị trí thôi. Bên dưới thì tiêu súng bắn khá là nhiều. Đó. Hàng về này. Ui. Bên dưới à. Nào giúp luôn. Chạy qua. Đấy. Mình biết ngay mà. Rồi hai đèo luôn. Trận này coi như khá là căng. Mới trở lại game thôi nhưng mà đã phải bắn theo một cái tinh thần nó tung bom này. Nó phải làm sao nhỉ. Mày này headshot luôn. Vẫn còn kìa. Vậy em té đây. Đâu rồi. Phù. Vãi thanh niên. Chạy cũng nhanh phết nhỉ. Rồi 3-2 luôn. Hay lắm. Mà sao mấy ông kia bắn cũng gọi là khá ok đấy. Mình cứ bắn theo kiểu gì mà không có mạng được rồi. Rồi canh đầu này để tránh chạm bị ăn móc. Tiếng súng lảng vảng ở khu này khá là nhiều luôn. Đây rồi, hai mạng. Định mệnh. Hay thế nhỉ. Sao bên này canh thôi. Đó. Ở đây thật thò xem thằng nào đi qua là bị phạt luôn. Đây này. Ok. Đùa nhau. Bắn thế không trúng ạ. Sấp mặt lờ rồi. Cày quá. 4-4 luôn. Thả ra mà mình
không bỏ game lâu thì chắc cũng phải gọi là cân tim được ấy. Nhưng mà bây giờ bắn ngáo quá, thực sự là quá ngáo luôn. Ok, đồng đội cứ chết thôi mà mình không thể làm gì được. Rồi em đấy, em canh đầu kia. À, mày à mày, xích long này còn không? Đây rồi, một mạng nữa thôi, còn ba máu. Đù, mình biết ngay mà, tại mình thay đạn chuối cũng bị lộ rồi. 6/5 luôn, tỷ số hiện tại là 3-5 rồi. Cứng tay lắm, phải báo trước một câu không thì anh em bảo sao may phát cái tạ như thế. Rồi đù, hay đấy. Nào cố lên, cố gỡ hòa tới năm đều nào. Ô đùa nhau, mình phải thấy thằng nó cầm khẩu demo mà nhỉ. Bên kia còn cây Vanki à. Nào, đi cách luôn. Mày này rồi, định mệnh. Mẹ, bị ở dưới bắn lên ạ. Nào, cố lên, cố lên. Để xem anh chàng có đi móc nào. Mình có nghe tiếng ở tôi đây thì phải. Đừng có là ok trốn nhá. Bây giờ tìm này. Rồi hay lắm. Được. Mình sẽ tiếp tục đi sang bên tay trái. Đấy, bao quát luôn. Úi trời, bom thần thánh này. Ở đây, chỗ này đứng cái kia này. Đó, bóng dáng của em mà chạy qua rồi. Thập thò này cưng. Headshot luôn, còn hai ông nữa. À, nhảy này. Rồi, một pha cân ba. Tuyệt vời. Lâm đào. Không biết pha này ông nào sẽ chốt hạ đây. Bắn trận này nó bắt cả trưởng. Nhưng mà bắn thế này nó mới hay này. Bởi vì gặp những team nó họ cứng ấy, lúc mình bắn nó mới lên cơ được, chứ gặp gà mãi thì bắn nó cũng khá là chán. À, lại có hàng chạy qua. Nào, nhào vô. Ô kìa, đồng đội cứ chết thôi. Định mệnh, thôi xong thôi rồi. Đâu có, chạy đâu, rồi. Định mệnh. Mẹ, bên kia còn một người. Vãi cả trưởng. Bị hai đầu nó bắn luôn. Ngộ quá. Vậy như vậy là thất bại rồi. Để xem có bắt tiếp không. Đậu xanh rau muống. Cay. Bắn này sao ấy nhộn ấy nhỉ. Rồi tiếp theo là map mà thí nghiệm. Ghép cũng khá là nhanh. Mình định mệnh. Lại gặp lại rồi. Không biết có thể báo thù được hay không. Đục bừa nào. Ngộ quá khi mà A Sơn không có dạng xuyên giáp ạ. Thế này thì đục cũng sao được. Rồi. Nào, ra đây. Ui dồi, ông có kìa. Sóc hay vách cả trưởng. Ok, mình sẽ dùng sóc luôn. Khẩu sọt trích HPL. Định mệnh. Thật đùa nhá không. Ở tít trong nhà mà bị bom nó ghè. Ui dồi, what the fuck. Ảo diệu vô cùng. Nào lên đi. Một cụ này. Ra đấy. Mày nhảy nhót này, ba combo luôn. Úi giời ơi, ngon. Bắn bừa này được 4 mạng này.
Rồi, tuyệt vời. Mã thứ 5, tỷ số là 0-3. Ván này thì có cơ hội thắng khá là cao đây. Thua chắc để đập máy rồi. Ăn mù rồi. Nào lên tiếp đây. Cứ sóc bừa xem nào chạy qua là mình phạt luôn. Sóc thẳng mặt. Nhảy này. Đâu rồi. Đu. Vào đi. Cửa ngoài thôi. Định mệnh. Đừng bảo là đá ông kia cân 4 nhá. Cầm sâu rồi chỗ này cũng không được lợi. Đây mình biết ngay mà. Một tình huống cân 4 đến từ thanh niên tai hoa gì mình cũng không biết tên luôn. Ui. Đùa nhau. Có ai ở trường. Bên kia cũng đủ sâu rồi rồi. Bắn xa thế mình cũng chết. Mình nghĩ là bên họ đang dùng đạn xuyên giáp thì phải. Mày này. Đùa nhau. Sao hay thế nhỉ. Hai bốn luôn. Cho xem bom này. Rồi như vậy là bên kia họ đã chơi theo kiểu ở nhà thấm dung. Nhảy nhót. Mày này rồi. Mày sao vẫn ăn được một cái headshot. Ui à. Quay ông tèo cái thì tèo luôn. Bây giờ thì còn 2 đấu 1. Nào cố lên. Ok kìa. Rồi trước cái ông Taiwan gì kia ông bắn hay thế nhỉ. Rồi. Sấp mặt luôn. 3-4. Định mệnh. Đừng bảo là thua ngược nhé. Rồi nhảy. Định mệnh. Đùa nhau. Thế meo nào. Toàn bị ăn bom thôi. À được. Hay lắm. 3-5. À, anh em mà cùng chốt hạ đi. What the hell? Khốn nhất nhỉ. Ông Phi Long kia ông sóc phải nói là khá là dính nhé. Không biết là có một đạn xuyên hay không. Rồi một cụ luôn. Định mệnh. Kìa. Đùa nhau. Lâm đèo rồi. Thôi thủ thôi. Ông kia lên kìa. Mình biết ngay mà. Ngoài cả trưởng. Công phải công cả cơ. 2-4. Mày vào đây. Thôi xong. Thôi mình cạn lời rồi. Thua mới đau chứ. 10-9. Vẫn là một cái thua nó. Thật sự là cũng khá là cay cú. Chắc nghỉ thôi. Anh em xem đừng quên like cũng như share nhá. Mình sẽ phải luyện tập thêm. Vì lâu không chơi cũng gà quá rồi.